rước lửa đón lộc cùng người dân xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Phong tục rước lửa đêm giao thừa là một hoạt động đã có từ rất lâu về trước, được truyền lại qua đời đời những người dân thôn Vĩnh Lại. Rước đuốc là một sự kiện lớn trong năm đối với toàn thể người dân nơi đây. Bởi vậy, từng công đoạn như xông đèn, khai môn hay tế lễ đều được chuẩn bị hết sức công phu. Cứ vào ngày 25 tháng Chạp, dân làng sẽ bầu ra người đại diện đốt bó đuốc khai niên. Ngọn đuốc mà người xông đèn sử dụng cần được chuẩn bị hết sức tinh vi. Mỗi bó đuốc là phải 36 cái nan. 36 cái nan đuốc là như vậy, bằng tre ngâm rồi là vót là vào nứa ngâm là vót phơi kỹ rồi là cho nó cháy. Bó thật đẹp. Thế là đến lúc là ông sẽ dùng cái đuốc đó là ông sẽ mở cái đèn và viết cái chữ là khai môn. Những bó đuốc được dùng trong lễ rước phải là những thanh nứa lãi, được ngâm qua nước rồi đem phơi cho nở. Mỗi bó đuốc thường dài từ 1,2 đến 1,5 mét. Đặc biệt, lễ vật trong lễ rước đuốc phải là bánh chưng lồng, loại bánh chưng to, nặng khoảng 30 kg một chiếc. Theo ông Vũ Hồng Vạn, mỗi năm cần huy động gần như toàn thôn để tham gia công tác chuẩn bị lễ rước cho đêm giao thừa. Vào giờ Tý, tức 23 giờ đêm giao thừa, người dân làng Vĩnh Lại đã hò nhau để tề tựu đông đủ trước sân đền ngoài, chuẩn bị sẵn sàng cho lễ rước lửa. Sau lời chúc Tết của đại diện lãnh đạo địa phương gửi đến toàn thể dân làng, đúng 12 giờ đêm, chủ tế bước lên bậc thềm chính giữa của cửa đền để làm lễ xin rước lửa. Sau đó, trao đuốc cho thủ tử đốt thêm nến, nhang và đưa đuốc ra sân đền cho mọi người cùng chấm đuốc nhận lửa thánh. Đến khoảng 2 giờ, 2 rưỡi sáng ngày mùng 1 năm mới, khi các nghi lễ đã được cử hành xong, những người dân mới mang theo ngọn đuốc may mắn của mình trở về nhà. Nhiều hộ gia đình sau khi xong lễ rước lửa cùng đoàn, họ mang cây đuốc đến sông nhà để cầu chúc bình an, cầu mong sức khỏe, may mắn, tiền tài cho anh em họ hàng. Sau đó họ mới mang đuốc về nhà, sống các khóc trong căn nhà với mong muốn xua đuổi tà ma, mang đến sự ấm cúng, may mắn nhân dịp đầu năm mới cho gia đình. Với những gia đình neo đơn, không có người đi lấy lửa, hàng xóm sẽ đem lửa lấy từ lễ rước, mang đến sông nhà và chúc Tết hoặc cử ra một người hợp tuổi để đón lửa thay gia đình đó. Đây là nét đẹp thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng, tình nghĩa làng xóm của người dân xã Vụ Bản. Việc tổ chức và thực hiện phong tục rước lửa trong đêm giao thừa cũng đặt ra những lo ngại. Lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn bởi có khả năng xảy ra tình trạng bén, cháy ngoài ý muốn. Khi mà rước đuốc ở ấy là họ nâng niu về trong nhà ấy là họ sử dụng, ví dụ như là lấy cái lửa đi xông nhà, thế rồi là thắp nén ngang lên gia tiên. Thế số còn lại là họ đưa ra giữa sân chỗ sạch sẽ. Đấy, họ được có nhà thì họ còn đốt trong một cái chậu. Đấy, họ đốt hết những cái phần đuốc còn lại. Cho nên là gần như tuyệt đối chưa bao giờ để xảy ra cái hiện tượng gây cháy hỏa hoạn. Tục rước lửa đêm giao thừa ở thôn Vĩnh Lại ngoài ý nghĩa tri ân những người có công với làng, với nhân dân, còn là phong tục cầu may, tạo sự rộn ràng hứng khởi cho năm mới, còn là dịp để nhắc nhở những người con nơi đây phải giữ gìn, phát huy truyền thống đặc sắc, ấm cúng của quê hương.